Và đây là top những cái mẫu đĩa thắng được yêu thích nhất năm 2024, đặc biệt nhất là nó có thể gắn như zin dành cho tất cả các dòng xe. Bây giờ các bạn hãy theo Trinh Vinh xem coi là những cái mẫu đĩa đó là gì nha, đặc biệt nhất là cái mẫu đĩa thứ ba. Ai cũng cần, xe ai cũng phải có. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một cái thương hiệu đĩa thắng vô cùng quốc dân. Chúng ta đã quen thuộc với những hình ảnh như là phuộc nè, tay thắng, đó chính là thương hiệu của Racing Boy. Đối với lại đĩa của cái thương hiệu này, chúng ta sẽ có một cái kiểu dáng bông như thế này nè. Nhìn cái kiểu dáng đĩa nó vô cùng cá tính luôn, rất là đẹp luôn, được làm bằng chất liệu thép cực kỳ cao cấp, cho nên đem lại cái độ bền nhất định cho những cái dòng đĩa thắng của Racing Boy. Đặc biệt hơn á, là cái mẫu đĩa này vô cùng bám bố luôn nha, cho nên đem lại cái độ thắng rất là mịn, rất là êm cho cái phần bố thắng của chúng ta. Dù đến từ một cái thương hiệu vô cùng lớn và có nhiều cái tính năng ưu điểm như vậy, nhưng mà đĩa của Racing Boy lại có một mức giá vô cùng phải chăng. Chúng ta sẽ đến với đĩa Racing Boy dành cho lít Vario với size sẽ là 190mm, sẽ có giá là 400k. Còn đối với lại anh em nào mà đi Winner X thì Racing Boy sản xuất đủ một cặp cho xe của mình luôn nha. Đối với lại đĩa trước size sẽ là 256mm sẽ có giá là 450k. Còn đĩa sau sẽ có size sẽ là 220mm sẽ có giá là 350k. Còn trên tay của bên đây chính là một cặp dành cho Exeter 150 và Exeter 155 không ABS. Đối với lại đĩa trước size sẽ là 245mm sẽ có giá là 450k. Còn đối với lại đĩa sau 203mm sẽ có giá là 350k. Và nếu ở thương hiệu Racing Boy anh em vẫn chưa tìm thấy được mẫu đĩa dành cho chiếc xe của mình thì bây giờ Vinh sẽ giới thiệu đến cho anh em thương hiệu đĩa King Speed. Đây sẽ là một cái thương hiệu đĩa cũng khá là đẹp. Lồng của nó sẽ có nhiều màu sắc cho anh em lựa chọn, ví dụ như đen nè, titan hay là vàng, để cho anh em thỏa sức phối cùng với chiếc xe của mình. Với những cái mẫu đĩa có mức giá sau đây, đây chính là đĩa King Speed size sẽ là 220mm. 4 lỗ ốc này sẽ phù hợp đối với lại mâm của AB nè, hay là những cái dòng xe số như là Future nè, Quay, Rim hay là Exeter thì chúng ta đều có thể sử dụng cái mẫu đĩa này hết nha mọi người. Với dạng lồng đen V1 chúng ta sẽ có giá là 380k. Còn đối với dạng V2 lồng màu xám và lồng Titan chúng ta sẽ có giá là 520k. Và với anh em đi Quay, Future nè, những cái dòng xe mà chúng ta sử dụng size đĩa 220 4 lỗ ốc nhỏ thì chúng ta còn có thêm một lựa chọn nữa, đó chính là đĩa KingSpeed Moto 3. Đĩa bản V1 lồng vàng sẽ có giá là 480k một cái. Đĩa bản V2 lồng đen sẽ có giá là 550k một cái. Và cũng với những cái dòng xe mình kể nãy giờ, nếu như anh em muốn nâng cấp một cái đĩa nó to hơn, nhìn cái dàn chân của mình hầm hố hơn, có thể lựa chọn size đĩa là 260mm này sẽ có giá là 550k. Vậy thì đối với lại anh em Vario 125, 150 thì sao? Chúng ta sẽ có size đĩa trước sẽ là 190mm thì bên mình sẽ có hai dòng đĩa dành cho các bạn. Một dạng sẽ là đĩa 4 lỗ dành cho Vario từ đời 2018 cho đến 2022, tức là Vario 125 đó mọi người. Còn đối với lại Vario 150 là sử dụng đĩa trước 5 lỗ ốc, sẽ có cùng mức giá với nhau là 500k một cái. Còn đây là mẫu đĩa thắng có size là 240mm gắn như zin, thay bánh trước sau dành cho SH 125, 150, 160 hoặc là gắn đĩa sau dành cho SH 350, SH 300 giá là 700k. Còn đây là đĩa trước size 255mm dành cho bánh trước của SH 300, SH 350, Winner và Winner X. Cuối cùng sẽ là mẫu đĩa thứ ba, xe ai cũng cần, xe ai cũng có. Ủa, xe ai cũng có thì mua làm gì? Thì bây giờ em bình tĩnh nghe anh nói nè, đâu phải đĩa thắng chúng ta chỉ thay cho đẹp không đâu, mà sử dụng một thời gian nó còn bị mòn nè, bị hư nè, bị sét nè thì lúc đó chúng ta cần phải thay một cái đĩa mới. Các mẫu đĩa thắng zin dành cho anh em là tín đồ của phụ tùng zin với những ưu điểm như là thông số chính xác, mặt phẳng tuyệt đối, giúp vận hành và nhẹ nhàng. Vật liệu tốt, độ cứng cao, chịu mài mòn tốt, một vật liệu tốt còn hạn chế được những tình trạng như là bó phanh, mất phanh. Tuổi thọ cao, thời gian sử dụng lâu, an toàn cho người lái. Với đĩa phanh chất lượng tốt cho phép hệ thống phanh hoạt động an toàn hơn với mức giá lần lượt như sau. Đĩa thắng zin Yamaha dành cho các dòng xe sẽ có mức giá dao động tầm khoảng từ 357k cho đến 475k. Còn đối với lại đĩa Honda bên mình sẽ có dòng dành cho Winner nè, AB nè, Vision nè, sẽ có mức giá dao động từ 360 cho đến 525k. Ngoài đĩa thắng ra thì bên mình còn rất là nhiều những cái món khác dành cho xe máy, ví dụ như là nhớt, vỏ nè, phụ tùng, đồ chơi, phuộc nè, rất là nhiều những cái sản phẩm ở đây anh em có thể xem theo ở trên website là shop2banh.vn hoặc là ghé trực tiếp các chi nhánh của Shop 2 Bánh khi các bạn mua hàng hoặc làm bất cứ dịch vụ gì tại shop. Chúng ta sẽ được làm 4 bước chăm sóc xe, trong đó sẽ bao gồm là vệ sinh kính hậu nè, mặt đồng hồ, tăng thắng, tăng sơn, tăng côn và bơm bánh xe. Bởi vì sếp Vinh chia sẻ không quan trọng hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng phục vụ anh em cảm thấy hài lòng và anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ Shop 2 Bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Anh em còn nhớ số hotline của bên mình chứ, 0938820202. Thông qua số hotline đó anh em cũng có thể nhờ tư vấn những cái sản phẩm mà anh em đang có nhu cầu tìm hiểu, hoặc là có thể đặt hàng bên mình để ship tới tận giường dành cho anh em luôn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video clip khác.